vị, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Rồi, chúc tất cả quý vị có một buổi tối tràn đầy niềm vui. Quay trở lại cái vấn đề của mạng xã hội ngày hôm nay, vấn đề nóng, vấn đề hot đó, nóng hầm hập và vừa thổi gian luôn ha. Rồi Thủy Tiên lại gặp rắc rối rồi, nói chung là họa vô đơn chí mà. Đó, hết cái này tới cái kia ha. Rồi mở đầu bản tin mình lại ca một ca khúc về Thủy Tiên cái nghe quý vị. Miền Trung lù lục, tiếng khóc kêu la như xe vào trong tim nhà nhà. Từ ở nơi đâu có một người mang tên là Tiên, quyết tâm mà đi tận nơi cứu trợ dân miền Trung. Thời điểm bây giờ còn số tăng lên, ôi số tiền thật không thể ngờ. Tiền tỷ trong tay cô vội vàng mang đi miền Trung, hiểm nguy không ngại chi, miếng người dân vững lòng. Bao anh đàn ông phải nhìn mà suy ngẫm, có làm được như cô. Trong giây phút này tôi mơ ước sao cơn lũ dần qua mau. Vì dân vì đời tôi thấy công vinh, ôi có một người vợ tuyệt vời. Nào hãy chung tay xin hướng về nhân dân miền Trung, để ta không còn nghe tiếng gào thét nào lắm. Đó, và kính thưa quý vị, Công Vinh và Thủy Tiên nói chung cũng bỏ rất là nhiều công sức, đó, thời gian, không ngại nguy hiểm để mà lao vào dòng nước lũ ở miền Trung. Đó, tuy nhiên thì cũng rất là đáng tiếc ha, cũng gặp rất là nhiều vấn đề rắc rối trong cái thời gian gần đây. Đó chính là cái việc sao kê, nói chung cũng rất là lùm xùm. Đó, cái vụ việc nó cũng chưa đâu vào đâu cả, ai cũng đang háo hức mong chờ kết cục nó ra sao ha. Bao anh đàn ông phải nhìn mà suy ngẫm, có làm được như cô. Trong giây phút này tôi mơ ước sao cơn lũ dần qua mau. Vì dân vì đời tôi thấy công vinh, ôi có một người vợ tuyệt vời. Nào hãy chung tay xin hướng về nhân dân miền Trung, để ta không còn nghe tiếng gào thét nào lòng. Nào hãy chung tay xin hướng về nhân dân miền Trung, để ta không còn nghe tiếng gào thét nào lắm. Hay nha, cảm động quá à. Nói chung rất là buồn ha quý vị ha, một cái đoạn kết buồn mà không ai mong muốn. Rồi, kính thưa quý vị, nói chung thì cái lùm xùm mà liên quan đến cái tiền từ thiện của Thủy Tiên và Công Vinh thì nó cũng đã nhen nhóm từ năm ngoái năm nay rồi. Đó có nghĩa là khi mà Thủy Tiên mới vừa đi làm mà từ thiện về đó, thì cũng đã có những cái group anti fan rồi mọc lên khắp nơi rồi. Đó, nhưng mà nó cũng không có nồng nhiệt như cái thời điểm này. Đó, như là bà Phương Hằng bà lôi ra hàng loạt cái vụ sao kê như thế này ha. Đó, và cái vụ Thủy Tiên và Công Vinh nó nóng trở lại đó ha. Đó thì kính thưa quý vị, hiện tại thì nói chung phải chờ cơ quan chức năng thôi, phải chờ kết luận cuối cùng vào cuộc thì chúng ta mới biết đâu là trắng và đâu là đen ha. Làm sao biết đâu là trắng đâu là đen nữa, đem thấy lòng đó, phải biết đâu là trắng và đâu là đen đó. Thì sao ta, kính thưa quý vị, cũng rất là hơi, nó hơi nhẫn tâm, nó hơi gọi là tàn nhẫn chút xíu, nhưng mà nó cần thiết quý vị đó. Thì nếu mà xong cái vụ này phanh phui ra nha, mà có mập mờ, mà có ăn chặn đồ các kiểu, thì nói chung những cái người mà kêu gọi từ thiện phải đối mặt với một cái hậu quả rất là khủng khiếp, đó chính là bị tẩy chay đó quý vị, bị tẩy chay. Thì hiện tại thì cũng ai cũng đang mong chờ, tuy nhiên hai bên đấu qua đấu lại đó. Cái vấn đề cái bản 18.000 trang sao kê của Thủy Tiên thì vẫn chưa nói lên được điều gì đó. Luật sư thì cũng nhìn vào đó thì thấy không có giá trị pháp lý đó. Và cái nữa là gì đó, có nghĩa là bà Phương Hằng cũng đang
vạch ra những cái thủ đoạn, ví dụ như là tạm khóa báo có sao kê này nọ đó. Nhưng mà tôi nghĩ Thủy Tiên bây giờ còn rất là nhiều việc phải làm đó, nói chung là áp lực kinh khủng. Đó chỉ là cái tiền vào thôi nha quý vị. Đó, cái chuyện vừa rồi 177 tỷ đó đó, 177 tỷ mà bà Phương Hằng mới nói trong cái livestream vừa rồi, đó chỉ là cái tiền vào thôi. Đó là cái tiền người ta vào, người ta đóng góp. Theo như Thủy Tiên báo là 177 tỷ, nhưng mà bà Hằng mà có những giấc mơ lên tới 300 mấy chục tỷ đó, và không biết là ai đúng ai sai đó. Nhưng mà tôi nghĩ đó chỉ là cái tiền vào thôi nha. Đó, còn cái tiền mà cái tiền ra đó, cái tiền ví dụ cho là 177 tỷ đi, nhưng mà 177 tỷ đó mà phát ra đó, đó bây giờ mà chứng minh trong sạch cũng rất là khó đó. 177 tỷ nó phát ở đâu đó, tại vì cái số lượng tiền nó quá khủng khiếp đúng không? Đó, địa phương xác nhận rồi này nọ, rồi cuối cùng những cái giấy tờ nó cũng rất là bất cập đó, những cái giấy tờ nó cũng không có thống nhất đó, nó cũng chưa có gọi là có giá trị pháp lý, nó chỉ mang hình thức là tượng trưng thôi đó. Rồi người dân thì lãnh thì người ít người nhiều, tiền thì phát tá lả minh đó, cho nên bây giờ mà thu chi rồi này nọ nó rất là khó. Vừa rồi thì Thủy Tiên mới chỉ đối mặt với là cái tiền vô đó, cái tiền vô thôi nha, còn cái tiền ra nữa, cái tiền ra phát ở đâu nữa thì tôi nghĩ nó rất là lâu và rất là dài, tốn rất nhiều thời gian và sức lực đó, nếu mà chứng minh mình trong sạch. Thì công ty kiểm toán kế toán mà ví dụ nào mà vào thì nó cũng làm rất là tốn tiền đó, chỉ có cơ quan nhà nước mà người ta vào cuộc thôi, khi mà có dấu hiệu mà tham nhũng lừa đảo gì đó là nhà nước người ta sẽ vào làm việc. Nhưng mà làm việc thì người ta làm rất là kỹ đó. Tôi nghĩ nó bây giờ là Công Vinh với Thủy Tiên là rất là mệt mỏi đó. Nhưng mà cái sự việc nó chưa dừng lại ở đó, thì mới đây nhất thì Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên cũng đã nhận thêm một cái tin dữ nữa, liên tục cái tin buồn mà là ập tới. Đó là gì? Đó, nghe đâu là cái anh Nathalie gì đó là anh mua mẹ luôn cái bài, cái bản quyền cái bài Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên rồi. Anh này anh có hay chơi ngông lắm quý vị đó. Anh Nathalie này thì ảnh là anh rất là ngông. Anh này anh nói chung anh cũng dân có tiền đó, ảnh nói chung anh cũng ủng hộ chị Phương Hằng đó. Vừa rồi là anh chơi những cái nghệ sĩ hay này, những người nào mà anh không ưa là anh chửi thẳng. Nói vừa rồi anh cũng chửi thẳng Ngọc Trinh rồi, kể cả rồi Cao Thái Sơn rồi các kiểu đó. Đó, ngay cả Cao Thái Sơn là Con Đường Mưa đó là hát bao nhiêu năm rồi, anh chơi anh mua đứt luôn. Anh mua đứt luôn là Cao Thái Sơn là cũng nín luôn, khỏi hát luôn đó. Rồi bây giờ tới là anh quay qua là anh mua đứt luôn cái Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên đó. Thủy Tiên thì mọi người biết rồi, có được bài đó à, có một bài đó thì hát trong cái nhạc phim Tuyết Nhiệt Đới nha. Cái phim Tuyết Nhiệt Đới hồi xưa rất là hot đó, và Thủy Tiên hát cái bài Giấc Mơ Tuyết Trắng này. Đó, thì bây giờ anh Nathalie ảnh dứt luôn rồi, anh mua luôn rồi là Thủy Tiên khỏi hát luôn. Đó. Anh Nathalie này anh cũng rất là hot, anh cũng rất là chịu chơi nha. Anh cũng dạng là rất là dữ dằn á. Thì kính thưa quý vị, thì Thủy Tiên cũng là coi như là gặp liên tiếp những cái tin không vui. Đó. Người ta nói là gì, họa vô đơn chí mà. Đó, năm này đúng năm tuổi luôn. Đó, dân mạng nó soi ra tùm lum hết. Đó, Thủy Tiên có những cái câu nói hồi xưa nha, có những câu nói trong phim hay là có những câu nói ngoài đời trong game show vậy, mà bây giờ nó ứng vô cuộc sống, thiệt nó ứng vô cuộc sống không có trật chút nào đó. Và bây giờ là Giấc Mơ Tuyết Trắng là khỏi hát luôn rồi, như đi hát sự kiện rồi hát này kia thì anh chị hay hát cái bài Giấc Mơ Tuyết Trắng đó, bây giờ khỏi hát luôn rồi đó. Rồi những câu nói trong phim như là tiền bạc, tiền tài, sự nghiệp rồi này nọ, vị này kia nọ, dân mạng mấy nay nó đào lại, nó đào rần lại, nó đào ý chán như cái cuộc sống của Thủy Tiên luôn. Trời ơi, sao mà đúng là năm nay năm tuổi á quý vị ha, đúng năm nay năm tuổi Thủy Tiên nè. Đó, 36 tuổi đây đó, 36 tuổi, đúng là ba con giáp năm tuổi luôn này. Ây, hạn tới rồi, nghiệp tới rồi, cho nên thôi giờ cố gắng vượt qua thôi chứ biết sao giờ. À, thì cái sao kê này thì tôi nghĩ nó cũng là một cái chiến lược đây. Đây là một cái phong trào sao kê luôn đây. Nó quét sạch hết luôn, quét sạch hết đó. Nhưng mà cá nhân tập thể nào mà còn trụ lại thì tôi nghĩ là ok, rất là ok. Sẽ lấy được niềm tin của người hâm mộ rất nhiều, đúng không? Mặc dù cái công cuộc cái thanh trừng thanh lọc này nó hơi phũ phàng, nó hơi nhẫn tâm, nhưng mà nó cần thiết, nó rất cần thiết.
Tại vì bây giờ sau khi cái gì từ thiện đó, nó thấy loạn quá rồi, quá loạn, ai cũng kêu gọi hô hào các kiểu đó. Người người đi làm từ thiện, nhà nhà đi làm từ thiện, làm từ thiện quanh năm suốt tháng mà nghề nghiệp không có mà cũng đi làm từ thiện suốt đó. Cho nên chấn chỉnh, nhà nước phải chấn chỉnh lại, chấn chỉnh lại xong cái công cuộc này thì chấn chỉnh lại hết đó, tất cả quý vị đó. Ai cá nhân tổ chức nào đứng ra kêu gọi thì nó phải có cái khung, nó phải có cái quy định, nó phải có cái hệ thống, người ta gọi là từ thiện chuyên nghiệp đó. Bây giờ làm từ thiện chuyên nghiệp, quý vị thấy đa số các anh chị nghệ sĩ hay là những cái cá nhân tập thể là bằng cái uy tín của mình lên kêu gọi vậy đó, rồi đi phát tiền vậy đó, chứ đâu có cái ekip, đâu có cái đội ngũ, đâu có cái chiến lược gì đâu đó. Cho nên làm theo cái cảm tính á, rồi khi mà đụng chuyện á, khi mà đụng chuyện thì đâu có xử lý kịp, bao mọi người thấy không? À, ví dụ giờ kêu gọi cả đống mấy trăm tỷ vô, cái bây giờ người ta hỏi một, hỏi ngang một cái, người ta đặt nghi vấn một cái kìa, là xử lý đâu có được, đâu có đưa ra được cái gì đâu. Còn ví dụ như có những cái tổ chức á, họ làm chuyên nghiệp ngay từ đầu á, là họ có từng bước từ cái hệ thống dữ liệu tới sổ sách cho tới cái chiến lược này nọ, nó từng giai đoạn đó. Bây giờ mà anh muốn hỏi cái gì là họ đưa ra, hỏi cái gì họ đưa ra đó, cho nên đâu có bắt bẻ được đó, người ta gọi là làm từ thiện chuyên nghiệp. Còn là làm theo kiểu cảm tính này, nó mà nó gặp một cái rắc rối là bà con thấy không, cái hậu quả nó kinh khủng. À, ví dụ như mà nó không có gì á, nó không có xảy ra vấn đề gì thì thôi à, nhưng mà chỉ cần mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó thì đánh đổi cả sự nghiệp, nó đánh đổi cả cái vinh quang, cả cái gì, sự nghiệp luôn đó, là coi như về mo luôn đó. Cho nên á thì thôi đó, xong cái vụ này thì ai làm được từ thiện rút kinh nghiệm á, rút kinh nghiệm đó, làm được nhiều làm, còn không á thì muốn mà làm lớn thì phải có ekip đội ngũ đàng hoàng, lên chiến lược cụ thể đó, và phải tuân thủ những quy định của pháp luật nhà nước đó, sao kê rõ ràng minh bạch ngay từ đầu từng giai đoạn luôn đó. Nó tới nơi tới chốn làm vậy đó thì mới gọi là nó phải vô cái hệ thống được đó, và cái chữ từ thiện nó mới trả lại cái giá trị vốn có của nó, đúng không? Rồi ok, đó là bản tin chính của Sơn Sàm trong ngày hôm nay. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là những cái chuyên mục vì cuộc sống ấm no rồi Sơn Sàm thì ngày nào cũng phải bán hàng, cuối clip thì bán hàng thôi. Rồi xin giới thiệu lại, trong cái Zalo này là tất cả là hàng Nhật uy tín và chất lượng nha, rất là nhiều hàng của Nhật Bản. Đây là hàng của gia đình Sơn Sàm gửi trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam nha. Đây là hàng Nhật chất lượng Nhật, không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nha. Không quảng cáo cho ai hết, hàng của em nha. Đó, rồi các anh chị cứ phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em hoàn tiền gấp 10. Rồi, mỗi cái clip thì em giới thiệu sơ một vài sản phẩm, tại vì có một số cô chú anh chị thì không có nhìn vô trong cái Zalo này được, không có kết bạn được, cho nên em phải giới thiệu lên đây. Đó, rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là đây. Đầu tiên em giới thiệu sản phẩm là gút này nha. Đó, em đang bán cái sản phẩm cái viên uống trị gút này nè, Anserin trị gút. Cái này là em phải quảng cáo tại vì em đang có cái chiến lược là mua một tặng một nha. Đây, em đang có cái chiến lược là mua một tặng một. Tại sao? Tại vì là em có một cái lô hàng mấy chục hộp này nè, nó còn hạn sử dụng khoảng 6 tháng. Đó, mà một hộp này là 120 viên, hộp này uống được khoảng 1 tháng nha. Đó, em có một cái lô hàng còn hạn sử dụng khoảng 6 tháng, cho nên em khuyến mãi mua một tặng một. Đó, cái viên uống trị gút này thì cực kỳ hiệu quả cho các anh chị nào đã bị gút cũng như có nguy cơ bị gút nha. Nó cải thiện cái nồng độ uric cũng như cân bằng cái lượng đạm, và nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Kết hợp với ăn uống điều độ, mình kiêng cử đồ các kiểu thì nó sẽ rất là hiệu quả nha. Rồi, cái này 1.950.000, 1.950.000 Anserin trị gút. Cái này là 1.950.000 một tặng một nha, một tặng một. Rồi sản phẩm tiếp theo là cái gì? Đây, cái tiêu chảy này, đây cái tiêu chảy của Nhật Bản này, đó cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, mỗi gia đình mình nên có 1-2 hộp này trong nhà nha. Đó, bắn pháo bông mà đi ngoài ra nước mà tiêu chảy nặng luôn, uống 1-2 viên là nó hết liền luôn nha. 340.000, 340.000 nha. Rồi ok, tiếp theo là gì? Đây, xin giới thiệu cả nhà mình hôi nách. Đây, cái hôi nách này đây, các anh chị là bị có mùi dưới cánh tay nha, hôi nách. Rồi 350, gel trị hôi nách cực kỳ hiệu quả, 350 nha. Tất cả là hàng Nhật nha quý vị, 350, các anh chị là mua 3 tiếp là miễn ship luôn. Rồi kế tiếp là gì? Đây là hàng cao cấp nha, hàng cao cấp. À, siêu phẩm này cả nhà. Đây là Natto Kinase. Natto Kinase cái này là chuyên về điều trị và phòng ngừa, tai biến đột quỵ nha. Tai biến đột quỵ Natto Kinase số 1 Nhật Bản. Đó các anh chị, tại sao thấy mà dân Nhật Bản người ta sống rất thọ. Đó, người Nhật người ta sống thọ lắm đó. Đó là cái vấn đề sức khỏe người ta chú trọng lắm. Đó thì cái Natto Kinase này là đột quỵ và tai biến đây, 3.850.000 nha, 3.850. Đó, 300 viên nè, 3.850.
Rồi sản phẩm kế tiếp cũng rất là chất lượng luôn, hàng cao cấp, đó là giải độc gan. Đây, nano giải độc gan, cái này là dành cho các anh chị nào bị những cái căn bệnh về gan này, chức năng gan suy giảm này, gan mình nó không có thải độc được nè. Đó, thì uống từ 4 đến 6 viên này một ngày. Thì cái độc tố á, nó sẽ theo nước tiểu ra ngoài. Đó, sáng mình đi dậy mình đi tiểu, nước tiểu mình nó hôi kinh khủng luôn, nó hôi rình luôn. Uống từ 2 đến 3 hộp này á, thì bắt đầu nước tiểu mình nó hết hôi, chức năng gan mình nó trở lại bình thường nha. Cái gan của mình nó như gan người khỏe mạnh nha anh em. Đó, cái này là 3,5 triệu nha, 330 viên, 3,5 triệu nano giải độc gan, 3,5 triệu. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa, ví dụ như là đây, cái miếng dán thải độc bữa giờ bán rất chạy nè, miếng dán thải độc, miếng dán chân. Đó, thì cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi đó là có độc tố trong người á, trước khi đi ngủ mình ngâm chân mình trong nước ấm á. Đó, mình ngâm chân khoảng 10 15 phút mình lau khô đi, mình lấy hai cái miếng thuốc ra mình dán vô lòng bàn chân. Đó, trong này nó có miếng thuốc màu vàng nha, trong có dược liệu trong đó. Rồi xong mình mới dán hai cái miếng băng màu trắng lên nè, thấy không? Đó, bắt đầu mình ngủ tới sáng mình lột ra, hai cái miếng dán nó đen thui, nó hút độc tố á. Và khi mình gỡ ra là sáng mình ngủ dậy cơ thể mình nó nhẹ nhàng, tinh thần mình nó thoải mái, nói chung cơ thể mình rất là khỏe luôn. Rồi, một hộp này 36 miếng, 36 miếng là gì? 950.000 nha, 950.000. Rồi, ok. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm làm đẹp dành cho các anh chị nam nữ BD. Đó, nam nữ BD là gì? Đó, cái đây là cái collagen pH nha. Đây, cái collagen pH, cái này là viên uống bổ sung collagen. Đó, cái này là bột uống bổ sung collagen đều của cái hãng pH luôn nha. Đây là pH. BH là hãng nổi tiếng của Nhật Bản, đó sản phẩm của em là sản phẩm mà Google gõ là ra. Đó, những công ty nổi tiếng của Nhật Bản sản xuất, thương hiệu quốc tế đàng hoàng, chứ không phải là sản phẩm tầm bậy tầm bạ, cả nhà yên tâm nha. Rồi, cái viên uống collagen BH này á thì nó bổ sung collagen khi mà các anh chị mình lớn tuổi đó, thì cái collagen trong da mặt mình nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị giảm sút và cái da mình nó bị nhăn nheo, nó chảy xệ, nó bị lão hóa đi. Đó, thì cái này nó bổ sung collagen, nó làm cho da mình căng lên nè, trắng hồng nè, láng mịn nè. Đó, và cái thần thái mình nó cải thiện, da mặt mình rất đẹp. Đó, càng uống càng đẹp nha. Đó, cái này 120 viên, 120 viên mình uống được 60 ngày. Đó, uống được 2 tháng nha, mỗi ngày uống 2 viên. Rồi, cái này thì 2,1 triệu, viên uống bổ sung collagen quay BH Actex, cái này là 2,1 triệu. 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Còn cái collagen này là dạng bột, thì cái này thì uống được khoảng 1 tháng thôi. Ở trong này nó có 30 gói. Trong này nó có 30 gói ha, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói. Mình xé ra, đó mình pha với nước ấm nè, đó nước trái cây nè, sữa nóng nè. Đó, rồi mình nước chanh nóng nè, đó mình pha với nước mình uống. Rồi một ngày mình uống từ 2 gói là sau ăn sáng và trước khi đi ngủ á. Đó, nó làm da mặt mình rất là căng, rất là đẹp và rất trắng hồng rạng rỡ luôn. Nó bổ sung collagen nha. Đó, một hộp 30 gói này thì 900.000 nha. Nhưng mà các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp như thế này á là em giảm còn 850 một hộp thôi ha. Một liệu trình 3 hộp là em giảm còn 850 một hộp. Đó, miễn ship luôn. Đây là bột uống collagen BH nha, 900.000 một hộp. Rồi kế tiếp là gì? Ví dụ như là Salon Bath. Trời ơi, Salon Bath của Nhật nè. Đó, nó rất là hiệu quả, mắt lạnh luôn, dán tới đâu là khỏe tới đó luôn ha. Muốn dán ở đâu dán ha, Salon Bath. Cái này là 140 miếng, 590.000, xài dễ gì hết luôn. Đó, rồi ok. Kế tiếp là gì? Đây cái AS Plus nè. Cái này là cực kỳ hiệu quả cho các anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đau vai gáy là cái này là số 1 luôn. Đó, đau vai gáy mà sáng dậy mà quay qua quay lại không được luôn ha. Đó, cái này là cực kỳ hiệu quả. Cái AX Plus nè, đau vai gáy này là 1,950 nha, 1,950. Rồi kế tiếp là gì? Đây, suy giảm tĩnh mạch nè. Đó, các anh chị nào mà bị suy giảm tĩnh mạch chân hoặc tay rồi đó, nó sưng lên cái đường gân nó nổi lên đó, suy giảm tĩnh mạch đó mọi người. Đó, ai bị cái bệnh đó là biết rồi ha. Đó, cái này thì cái kem này mình thoa vào mình xoa bóp ha, massage, xoa vào thoa bóp massage. Đó là cái mạch máu mình nó nở ra và máu huyết nó lưu thông ra, nó đỡ hẳn luôn nha. Rồi, cái suy giảm tĩnh mạch là 750.000 nha, 750.000. Rồi kế tiếp là gì? Đây, cái này là gì? À, nội tiết tố phụ nữ nè. Đó, các chị nào mà gọi là cáu gắt trong người, khó chịu, nóng trong người, nổi mụn nè, kinh nguyệt không đều nè, nói chung cơ thể mà da nó sần sùi, nó xấu á, thì đây, cái viên này nó giúp là điều hòa kinh nguyệt nè, cân bằng nội tiết tố, da dẻ đẹp, không có nổi mụn nè. Đó, thần thái ok, nói chung là con người nó mát gan, nó mát nhiệt, nói chung là cơ thể nó rất là mát luôn. Đó nha, cái viên uống nội tiết tố này nó khỏe lắm. Cái này dành cho phụ nữ thôi nha, các anh BD là uống được rồi. Ok, cái này là 1,150 nha, 1,150 một hũ này, 1,150.000. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm như là linh chi đỏ nè. Đây, linh chi đỏ này tăng cường sinh lực, trời ơi, cơ thể nó khỏe, đây thuốc bổ mà. Đó, nó làm cho trí óc minh mẫn nè, rồi gan thận, rồi nói chung là nó làm điều hòa cái nội tiết tố và làm nói chung là cường tráng lắm. Đó, nó làm nói chung là cơ thể mình nó khỏe mạnh. Đó, cái này là thuốc bổ linh chi đỏ số 1 của Nhật Bản nha, linh chi đỏ. Đó, bổ gan bổ thận các kiểu linh chi nè, là 3,5 triệu. Linh chi đỏ này 3,5 triệu nha,
3,5 triệu, còn lại Transino trị nám này, đó đặc trị nám đồi mồi tàn nhang nha, Transino nám đồi mồi tàn nhang đó, cái này là 1,750 triệu, 1,750 triệu. Còn rất nhiều sản phẩm ví dụ như thuốc xoang này, dầu nóng xoa bóp này, đó những cái viên trị mũi đốt nè, đó viên uống trị bạc tóc sớm nè, đó rồi thuốc bao tử dạ dày nè, đó rồi những cái ví dụ như là bộ dao nhịt và làm bếp nè, đó nói chung nó nhiều lắm, quá trời trong cái Zalo này nè. Đó, các anh chị có thể kết bạn Zalo này ha, kết bạn Zalo vô mình tham khảo. Còn ví dụ các cô, các chị, các chú, các anh, những người nào mà lớn tuổi á, không có dùng Zalo thì có thể gọi điện thoại trực tiếp với số này nha. Gọi số này là gặp Sơn Sàm ha, rồi đặt hàng qua cái số này luôn. Rồi ok, rồi còn các anh chị nào mà muốn mua hàng, mà muốn lấy hàng gì bán lại đó, muốn làm đại lý á, cộng tác viên á, thì inbox Sơn Sàm ha. Rồi Sơn Sàm sẽ bỏ giá sỉ cho nha, đó bỏ giá sỉ cho. Rồi còn các anh chị cứ phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Rồi cam kết nha, hàng của em và cái này là kênh YouTube của em, không bao giờ bán hàng tầm bậy, cả nhà cứ yên tâm ha, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch, xin trân trọng cảm ơn.